Sao vậy? Bữa nay con tên gì nói chú nghe coi. Hả? Tên gì vậy con trai? Vô Mọi lên người coi. thích có tiết mục của Đây, con qua đây. quá Vô trời. nè, cho Thành nói nghe nè. Đứng dậy đi. Đây, thoải mái vui lên. Cái gì đâu buồn. Hả chú Thành nghe nha. Tên gì nè, nói cho Thành nghe coi. Hả? Kể riêng chú Thành nghe thôi. Sao vậy? Mẹ ơi, mẹ lên với em một chút xíu được không mẹ? Mẹ trả lời giùm con ha. Cười dạ. tươi nè. Cháu tên là Phúc ạ. À. Chào chị, cháu có vẻ hơi nhút nhát gì hả? Bé tính bé nhút nhát từ nhỏ nhưng mà có cảm âm tốt. Nên là nó Chính một xác. mình nó với âm nhạc nó feel rất là tốt nhưng mà gặp khán giả đông này nó ngại lắm. Em biết rồi, có nghĩa là em hỏi chị là có ai chị cháu không hay là tự động nó nghe nó tự Không, feel nó bé tự nó tự học trên YouTube á, từ hồi 4 tuổi rưỡi là thấy mấy anh Ben Tepper gõ trên đó và nó học theo.